Vâng, xin chào các bác đã quay lại với kênh YouTube của Cánh Kỳ Audio. Thì hôm nay em sẽ lên sóng và bán cho các bác một chút súp hơi, gọi là có 4 quả, 2 đôi 4 quả nha các bác. Có thể tách ra bán từng quả một cũng bán, mà bán một đôi cũng bán. Đấy, hôm nay là cái súp hơi em về. Thì hiện tại là về là chưa có vệ sinh gì cả, để trần như thế này luôn. Đấy, với cái kháng là nôn nha các bác, kháng nôn nha. Với cái bát là bát BMC của ý. Bát súp là bát BMC. Thì ta không dài dòng một chút là về cái thùng súp, về cái thông số kỹ thuật của súp, hoặc là về bát súp nó như thế nào. Đấy, thì trước tiên ta sẽ đi qua cái súp này. Đấy. Thì về đầu tiên thì cái súp này nó là súp hơi bát 50. Súp hơi bát 50 nha các bác. Súp hơi bát 50 có chiều cao độ tầm 60 phân. Đấy, 60 mét đấy, 60 cm. Và chiều sâu nó cũng cực kỳ sâu các bác ạ. Đây tại em sẽ tính sân cho các bác xem. Đấy, chiều sâu nó cực kỳ sâu nha. Đấy, từ sâu nó cao bằng chiều cao luôn đấy. Đúng rồi, chiều sâu nó cũng với tầm 70 phân đấy các bác ạ. Đấy, về cái phần mặt trước thì nó có những cái chỗ chớt chát đây. Đấy, nó bị chớt do góc cạnh khi vận chuyển về đây. Cái này em chưa vệ sinh nha các bác, chưa làm lại đâu, chưa tốt tắt lại. Nếu bác nào mà làm có thể làm được thì em sẽ bán rẻ cho các bác, còn không thì, em sẽ làm qua cũng không sao. Thì về những cái đây là cái tên nôn, nôn và cái này là thùng gỗ nha các bác. Đấy, giá sút thùng gỗ với thùng giấy bao giờ nó cũng có sự khác biệt nhất định, nhưng về hôm nay em bán là cực kỳ rẻ, đã gọi là thành ý là phải bán là rẻ rồi cho các bác rồi. Đấy, sút 50. Đấy, sút 50 từ 22 cô 100. Đây, các bác xem. Từ 22, từ nó cắt lớp rất đẹp nha các bác. Đây, từ nó rất đẹp. Đấy, bát sút thì bao giờ nó cũng có lỗ thông hơi ở trên đây, ở phía bên. Đây, từ 22 cô 100. Đấy, họng rất sâu. Thì bát sút bao giờ thì nó họng bao giờ nó cũng sâu. Đấy, các bác có thể xem qua một chút. Tại vì cái này là đôi đôi này thì em đã tháo sẵn rồi. Còn cái này là nguyên bản, là em để đây cho các bác xem thông số qua một chút. Đấy. Thì với cái súp hơi này thì bác nào có thể là gia đình không gian rộng, hoặc là có thể là mua về chơi, thì bán lẻ một quả với giá là 4 triệu chưa bao gồm phí ship cho các bác. Và một đôi là, nếu bác nào mua đôi thì chỉ có 70.500 thôi, 70.500 một đôi chưa bao gồm phí ship. Đấy, một đôi như này các bác về có thể quánh phòng hát, hoặc là làm đủ trò đủ trống với những cái dòng súp hơi 50 này. Từ 2 có 100, các bác muốn làm gì chơi gì cũng được. Đấy, nói chung về chung quy tổng thể lại thì bây giờ giá súp nó cũng quá rẻ rồi. Tại vì sao? Bây giờ các bác mua, tại vì khi hôm qua trên kênh em có livestream cô đang bán bát súp, nhưng mà lấy là bát súp 40. Đấy lại là bát súp 40. Đấy, nên là nó không vừa vào cái thùng này. Chứ nó mà vừa vào cái thùng này thì có thể là em bán, em tháo, em bán thùng cho các bác, em lại để bán ra sau. Nhưng mà cái thùng này là thùng 50 nha các bác. Thùng 50 nó là mặt trước. Đấy, nó đánh, nó bắt mặt trước. Đấy, bắt mặt chứ không phải là bắt hầm nha các bác. Đấy, về cái bắt mặt nó cũng rất nhiều ưu điểm. Về bắt mặt thì nó đánh thì nó sẽ là trực tiếp với mình, còn là bắt hầm nó sẽ đánh gián tiếp. Đấy, nhiều người gọi thế nhỉ. Đấy, nên các bác có thể là tham khảo về những bác nào mà có thể là thích súp mặt, hoặc là bác nào mà chưa chơi súp mặt bao giờ thì có phải bỏ tiền ra mua một quả về chơi. Bây giờ giá chỉ có 4 triệu chưa có phí ship thôi các bác ạ. Còn các bác nào mua cả đôi thì là 7.500.000 nha, 7.500.000 một đôi, quá rẻ. Hoặc là các bác, hoặc là có thể làm hóa rất nhiều đủ thứ để mà chơi. Mà cái côn 100 này nó cũng rất dễ ghép cục đẩy các bác ạ. Đấy, các bác chỉ cần một cục đẩy khoảng tầm 800W một cây là đánh cái đôi này vô tư rồi, hoặc là tầm 700W là chắc chắn là đánh căng đét rồi. Em nhiều người gọi quá. Đặt im lặng đút đi đây. Rồi, thì bác nào đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại dưới bài viết, hoặc là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0965353321. Các bác nhớ nha, chưa bao ship nha. 4 triệu chưa bao ship, và 7.500.000 một đôi cũng chưa bao ship nha các bác. Số lượng bán một chiếc cũng bán, bán một đôi cũng bán, tổng cộng có 2 đôi là 4 chiếc. Đấy, bác nào đặt sớm thì có hàng, chứ không có lần trước là nhận nhiều đơn bát quá, cuối cùng là bị bom hàng, bây giờ lại thừa đây, bây giờ đang quấn bán lại đây. Đấy, bị các bác bom hàng xong bây giờ lại
phải quấn lại để mà bạn bán tiếp chứ. Đấy, nên là và đã bán thanh lý rồi, đã bán thanh lý là em sẽ nhận cọc tiền nha các bác. Đã bán thanh lý là nhận cọc tiền, các bác liên hệ trực tiếp với em để ép giá nha. Đã bán thanh lý bao giờ cũng sẽ nhận cọc tiền đấy, nên mọi chi tiết các bác cứ liên hệ trực tiếp với em là Cảnh Kỳ Audio qua số điện thoại là 0965353321. Vâng, một lần nữa xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo. Và cũng một lần nữa em cũng nhắc lại là nếu tối nay Việt Nam mà thắng thì sẽ có chương trình ưu đãi xá toàn bộ loa nha. Và cũng luôn hưởng ứng luôn một ngày vui, đó là kênh YouTube Cảnh Kỳ Audio đã đạt được ở mức mà để phát trực tiếp trên YouTube rồi. Nhưng hôm nay Cảnh Kỳ chưa phát, Cảnh Kỳ sẽ đợi kết hợp luôn. Nếu Việt Nam thắng và kèm thêm là Cảnh Kỳ đã phát được trực tiếp rồi thì coi như là hai hôm nữa sẽ xá hàng kịch liệt cho bác từ đấy, từ vang, từ tất cả mọi thứ nha các bác. Và một lần nữa xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh Cảnh Kỳ Audio để ủng hộ dài dài nhé.